các bạn, chào mừng các bạn đã tới kênh YouTube Bây Giờ Chồng Ngọc nha. Hôm nay Ngọc xin mời các bạn đi vô trong cái chợ Whole Food này ở bên tiểu bang của Ngọc đó, là chợ Costco. Hôm nay vợ chồng Ngọc sẽ mời các bạn vô đây sẽ đi kiếm một mớ đồ ăn vặt để về chiều nay mình sẽ có một cái clip ăn vặt cho các bạn coi nha. Ok, let's go. Cá nè. Ở đây có cá hồi nè các bạn. Cá này là cá smoky á, cá này salmon. Ăn cá này tốt lắm nha. Cái loại này tốt hơn cái loại màu cam nha các bạn. Wow. Cá này cá trắng, cá này cá gì ta? Giống cá tiết quá đi ha. Nhìn nó ngon ghê. Coi có cua không? Không có luôn. Chỉ có cua này thôi. Cua này thì ở nhà Ngọc còn nhiều lắm các bạn. Cua mà con bự á, bữa Ngọc có show cho các bạn coi á, con cua đó Ngọc thích đó, mà hôm nay không có, Ngọc muốn ăn cua đó đó. Đi. À, đây có cù nữa nè các bạn. Thịt cù. Udon. Udon teriyaki to udon là sốt teriyaki á, udon. Các bạn có thấy này lạ không? Ở trong chợ Mỹ mà nó có tofu nè các bạn. Đậu hũ. Lấy một tháng nha. Đẹp không? Tóc quăng. Ở bên đây là đồ ăn sẵn nè các bạn. À, xí quỳ. Đã nói là chân phút mà. Cái này chưa ăn, ăn thử. Lấy thử nha. Đi. Thử nha. Mình sẽ thử nhiều loại lắm. Còn ngoài bánh cái này là đường á, đường natural á. Mà Ngọc mua cái loại mà brown sugar á. Cái loại này ăn tốt cho sức khỏe. Mình mua ở trong đây á, mình phải lựa cái nào mà tốt cho sức khỏe mình mới lấy nha các bạn. Ngọc cũng đi, Ngọc lấy cũng được một mớ đồ chân phút rồi. Thì Ngọc sẽ đi lựa thêm một mớ nữa. Thì chút về nhà sẽ gặp các bạn nha. Hôm nay Ngọc đi kiếm được một mớ lệ phẩm nè các bạn. Thì nói với các bạn là đồ khô, đồ giống như đồ ăn vặt á. Ngọc mua được một mớ đồ ăn vặt. Những cái đồ Ngọc mua là những cái ăn tốt cho sức khỏe nha các bạn. Chỉ có một hai món là xấu thôi. Thì Ngọc mua được những gì, những cái món ăn như thế nào thì Ngọc sẽ show cho các bạn coi nha. Thì và mời các bạn cùng ăn với vợ chồng Ngọc luôn. Gói này là cái gói đầu tiên. Các bạn nhìn vô cái gói thôi thì các bạn cũng đủ biết là cái gói này nó tốt như thế nào. Thì nó để ở trước này nó có một cái quả tim, các bạn thấy là quả tim không? Là Ngọc nghĩ là cái bịch này là tốt cho tim. Ở đây có nhiều loại nết lắm các bạn, có khoảng 6-7 loại á. Ô, nó có cái hộp này nữa rồi anh xã. Ừ. Cái hộp này mà mình có mua nè. Hộp mắc lắm á. Hộp này là hộp gì ta? Nó kêu là cái gì em xã? Pistachio hả? Ừ. Pistachio. Có ốc chó nữa nè các bạn, rồi có almond nè, đủ loại hết. Ông xã ăn thử đi. Ừ. Mọi cái này chắc tụi Ngọc ăn cái chút thôi chứ nhiều quá tụi Ngọc ăn đâu có hết nổi. Nhiều thứ lắm. Ừ. Ngọc sẽ ăn thử nha. Ngọc ăn cái này chứ, cái hộp này ngon. Ông xã Ngọc phải đưa gần cho các bạn coi. Ngon quá. Đẹp không? Đang đổi nữa. Đi chợ các bạn, khi mà đói bụng á, đi chợ là cái gì cũng muốn ăn hết trơn. Hết hả không? Cái gì cũng muốn ăn. Cái này giờ ăn thử ốc chó nè. Cái này trung bình là 10 đồng phao. Ừ. Có mấy hộp là 15 đồng, có mấy hộp là 8 đồng mấy đồng. Cái này luôn. Nó rất là lạc các bạn. Ăn rất là tốt luôn. Này raw mà. Ừ. Raw có nghĩa là không làm gì hết. Lạc cái hộp này, ăn này ngon rồi ha. Tốt. Ừ. Cái hộp này á,
thì Ngọc mua là đủ loại các bạn. Mà cái bịch ở đây, cái bịch này á là chỉ có một mình cái hộp này thôi, có một loại thôi. Không, mà ở đây nó rẻ hơn. Cái giá mình hay không không? Cái cô nó còn rẻ hơn. Cái cô bán còn nằm rẻ mà tốt. Đó, nên một bọc luôn các bạn. Các bạn nào mà chưa có member của cô á, nên làm cái nha. Được lắm. Nó cũng là hạt luôn các bạn. Nó đồ rất rẻ. Mình trả một tháng chừng 65 đồng thôi các bạn. Đâu, 5-50. 65 đồng. 50 đồng năm. 50 đồng năm. Rồi mình ăn được hai món để coi. Nhiều nó 1 tháng. 50 đồng năm. 1 năm. Dạ sợ nhưng không dám đi nữa. Còn 50 mua rồi thử lời. Anh thả. Cái này đâu có mặn. Không có muối. Có nhưng mà ít. Có muối. Bữa. Muối. Hồi nãy giờ nói không thả không. Không thả thì lấy cái gói kia. Cái gói kia, cái xôi rùm của nó rất là nặng. Được không? Cái xôi rùm của cái bịch kia các bạn, nãy Ngọc có lấy hai bịch. Nó là hai, cái một loại hạt nhưng mà nó là hai kiểu khác nhau. Thì cái này, cái xôi rùm của nó chỉ có 160g thôi. Còn cái kia tới 200 mấy rồi. Mà nó đề là không có muối. Nó không đề à? Không đề gì hết, vậy muốn tự nghĩ thì nghĩ thôi. Gì hả? Nó khôn lắm. Ngọc nói cho các bạn nghe nữa nè, khi mà các bạn đi mua đồ ăn á, các bạn nhớ đọc ở ngoài sao coi cái soy rùm của nó, là các bạn có muốn ăn mặn hay không mặn á, là các bạn biết liền. Cái soy rùm của nó ít á là nó lạt thôi. Ngon hay gì nữa? Ngon. Hầu là cái tăng luôn rồi. Cái này tốt cho sức khỏe các bạn. Tốt cho tiền lắm á. Quá ngon luôn. Rồi bây giờ ăn tiếp cái gì nữa ta? Cái chip này đi. Cái này mình ăn rồi mình bỏ qua đây nha. Mình ăn rồi mình bỏ qua đây. Cái này là nó có seaweed các bạn. Seaweed tức là rong biển các bạn. Organic nha. Nhìn thấy cũng hấp dẫn lắm. Mình thử coi. Hồi nãy đi chợ đông ghê luôn đó các bạn. Quá trời luôn. Ở Việt Nam sướng, ở Việt Nam cũng sướng lắm đi. Mấy cái đồ mà ăn giặt có nhiều lắm. Ngon ha. Trời ơi, hai vợ chồng mà nãy đi chợ thôi mà nó đói bụng. Gặp cái gì muốn mua á? Một xe. Các bạn mà đi chợ đừng có giống như vợ chồng Ngọc nha. Đói bụng mà đi là hết tiền luôn. Cái gì cũng muốn mua hết trơn các bạn. Em dám quay vòng con xe mắc cỡ á. Nguyên đề xe đúng. Quay xe mắc cỡ tham ăn. Mua nước, mua đủ thứ các bạn. Nè, nó nói giống như vậy nè các bạn. Nó có từng miếng, từng miếng. Let me show you the case. Show các bạn coi đi. Đây. Giống như chip vậy á, chip của thằng nó cắt miếng vuông vuông nó đi. Kiwi hả? Kiwi gọi là gì? Kiwi. Thơm lắm. Thơm các bạn. Quá thơm. Gì gì lấy á? Rít mà, ngon, giòn. Rồi, cái này xong rồi. Ngon hơn là ăn siêu vị không? Gì hả? Rất ngon. Cái này không sao hết á. Nó tét. Nó ra hơi sao? Không, đâu phải đâu. Nó ở trong á. Bây giờ thử coi. Giòn bạn, rất giòn luôn. Thường á thì Ngọc hay mua cái loại này nè các bạn. Nhưng chán vậy. Thường Ngọc hay mua cái loại này để mình ăn không hoặc ăn với cơm cũng được. Mình chán vậy không Ngọc. Nhưng mà hôm nay á, thì nó có cái này. Thì Ngọc ăn thử cái này coi. Rất ngon. I love it. Ngon không? Ngon hả? Nó là nước lạ luôn á. Dạ hả? Ừ. Thấy lần kia dạ mua liền á. Cái gì nó có bánh chán nữa đi hả? Không hối hận. Ngon không? Có nhiều món á, mua về hối hận các bạn. Nó cũng ngon. Nhưng mà nãy giờ Ngọc ăn 3 món là Ngọc thấy ngon rồi nha các bạn. 3 món đều ngon hết. Bây giờ món thứ tư. Cái món này. Cái món này á. Cái món này thì chưa dạ mình nghĩ nhưng mà đốt cho rồi. Cái này á
Bên Mỹ thì Ngọc chưa ăn, ông xã Ngọc cũng chưa ăn bao giờ. Nhưng mà cái này á, thì có một bà chị của ông xã Ngọc ở bên Úc qua đây thì có mua cái món này đem qua để cho má của ông xã Ngọc. Thì Ngọc thấy cái món này ồ lạ quá, món này thấy ngộ quá. Thì chị nói là cái này ăn tốt lắm. Thì hôm nay Ngọc đi vô trong đây Ngọc thấy nó có nên Ngọc mua về cho ông xã Ngọc ăn thử. Chắc chắn là món này Ngọc không ăn đâu rồi. Tại vì Ngọc thấy cái trái này là ở Việt Nam mình gọi là trái sung á các bạn. Ở Việt Nam cái trái này người ta gọi là trái sung. Nghe nói ăn tốt cho sức khỏe. Nghe là trái sung rụng á, là đó đó. Nhưng mà cái này ông xã Ngọc ăn chứ Ngọc không ăn đâu, Ngọc không thích ăn cái này. Dạ, cái món này không phải là món của Ngọc. Món nào cũng ngon. Ở trong nó giống như là hồng khô các bạn. Để đổ lên. Đổ lên cho các bạn coi. Gần cận cảnh cho các bạn coi. Đó, các bạn thấy không? Tối lắm, thấy đâu, tối lắm. Nó giống như trái khô. Tối thui sao thấy được. Cho cả Ngọc ăn. Nó giống như hồng khô đó các bạn. Giống cái hồng khô bạn ơi. Ngon lắm nha bạn, tốt lắm nha. Ở trong Costco bán đó các bạn vô trong đó mua đi nếu mà ở Việt Nam bây giờ mọi người nghĩ cũng có chứ không phải nhất không là có. Ở Mỹ nên để ý tới sức khỏe nha. Mình thấy tuổi mà 40 bốn mấy tuổi rồi lăn đùng rồi không ăn nguy hiểm lắm đó. Cẩn thận. Ngon. Ngon quá. Ăn thử gì vậy? Thái. Thái. Ngon bỏ lắm. Trái cây cơ mà. Ngọc cắn thử miếng. Trái cây mà. Không có gì đâu. Sợ. Ngon. Trái cây mà có gì mà sợ. Ngon. Rất ngon. Ngon nhưng mà nói chung là Ngọc không thích cái món này. Này, cái này là bịch chip các bạn. Chip này cũng là cũng tốt cho sức khỏe nha, không phải là không tốt đâu. Các bạn thấy gì chứ? Nó là cái hộp đậu. Hộp đậu á các bạn, giống như hộp đậu mà mình ăn đậu dài dài các bạn. Không, không biết ở Việt Nam kêu là cái gì. Ở bên đây á thì không phải cô ve. Đậu Nhật á. Cái đậu này là đậu Nhật đó các bạn. Khi mà đi vô ăn đồ Nhật á là người ta có cái đậu này, đậu xanh xanh cái viên đó đó các bạn. Thì ở đây á họ không có cắt trên đây tại vì ở đây nó có cái chỗ này là siêu để cho mình mở cái chỗ này ra. Đó. Để đổ cái này. Cái này cũng tốt cho sức khỏe chứ không phải không tốt nha các bạn. Let me show you. Thấy chưa? Ngon chưa? Đỉnh quá đỉnh. Ở đây nó có cái đồ để mình zip lại nha các bạn. Nhớ zip, nếu mà các bạn có ăn thì nhớ zip lại để cho nó đừng có bị mềm. Chứ mấy cái này mà nó bị mềm không ngon. Một tháng thì nó không có được phồng. Không có phồng tức là nó đã bị hơi vô. Phải kẹp cho nó kín lại. Là nó tính rồi mấy anh bị mềm không ngon. Ok rồi, ở đây là Ngọc có cái món này là món pumpkin nó giống như là mà mấy cái mà cereal các bạn, mấy cái cereal thì nó có pumpkin với là ola, nói chung là những cái chip tốt thôi các bạn. Nó có hột bí nữa nằm sao. Cái này là hộp bí pumpkin lắm sao? Rồi cái này là cái gì? Cái hộp này omega. Giống như omega 3 là cái dầu cá hả đi? Không có dầu á. Không có dầu đâu. Heroin tea có dầu mà. Nó cứ omega 3 á, tốt cho tim lắm. Thơm quá. Thơm. Rất ngon. Cái này á Ngọc mua cái này á để cái này là lấy ra ăn thử vậy thôi chứ thực sự ra Ngọc mua cái này là để ăn vô ua các bạn. Ăn vô ua rất tốt. Ăn với vô ua là ngon lắm. Trái bông kìa. Để đậy lại cho nó kín vô.
này nó rất là ngon nè. Sẽ show cho các bạn coi không? Let me show you. Cái này là chip mà để ăn với rau u mà mình ăn không cũng rất là ngon. Cereal hả? Ừ, nó giống như cereal á, nhưng mà nó là có hộp pumpkin ở trong. Hộp hộp bí. Ngon á. Ngon mì. Ừ, giòn bở mì. Ngon rồi. Giống như gạo á đi. Ngon. Gạo mà nó sấy ra đi. Ngon thiệt. Ngon quá không? Có từ lời. Cái này ngon quá à. Giòn giòn vậy ha. Ngon quá các bạn. Hôm nay là đầu tiên mà không ăn đồ mặn đồ biển mà ăn đồ này mới rất tâm. Ok, có này có kia cho YouTube thêm màu mè. Hồi bữa giờ coi cái YouTube của hai bạn kia cũng hai vợ chồng luôn, order một thùng bánh luôn đi, đủ loại bánh trong đó mà bánh tráng đó các bạn. Ở Việt Nam mấy bánh tráng đủ loại các bạn. Lên ăn mà Ngọc lúc đó buổi tối Ngọc ngồi Ngọc coi mà Ngọc thèm dế thơ thèm luôn. Nhìn hấp dẫn. Những tín đồ ăn giặt đó làm sao? Mấy gì quyết định làm clip này để trả lời phải không? Trả lời luôn. Trả lời thật lòng kêu không? Kia là người ta ăn bánh tráng. Còn này là mình ăn những cái đồ healthy. Ngon. Ngon không? Costco không nhận có bán nhiều món ngon các bạn ơi, nhiều món ăn lạ lắm. Bởi vì Ngọc hay đi trong đó đi kiếm những cái đồ ăn giặt lạ. Đây một cái món này là món đặc biệt đấy các bạn, rất tốt, nó màu quanh luôn, tốt cho bác sĩ nha, bác sĩ thích lắm. Rất tốt mà tốt cho bác sĩ. Bác sĩ thích lắm. Ông xã Ngọc chỉ cần nói thôi là Ngọc biết cái món gì liền. Đây, cái món này tốt cho sức khỏe, no, tốt cho bác sĩ. Bác sĩ thích lắm nè. You like me doctor? Thích lắm, bác sĩ thích lắm. Trong đây có 11 món ăn. 11 món ăn thì có 10 món là đồ ăn tốt, nhưng mà chỉ có 1 món là đồ ăn xấu các bạn. Ngọc không có recommend các bạn ăn cái món này, nhưng mà nếu lâu lâu thì các bạn ăn cái món này nè. Cái này không có tốt nha các bạn, cái này xấu lắm á. Nó cay cay các bạn. Bác sĩ mà có coi clip này cho một like nha. Một like một share. Một like một share hả? Cái này nó không có cái zip các bạn ơi. Cái này phải lấy cộng thùng cộng lại. Biết là mấy bạn biết món này chưa? Nếu mà các bạn ở Mỹ thì biết. Nhưng mà các bạn ở Việt Nam thì không biết đâu. Mỹ biết không? Biết chứ. Những cái bạn khác mà có không? Có chứ. Cái này trong chợ nào cũng bán. Cái này là chip cây á các bạn. Trời ơi, cháu của ông xã Ngọc mê cái món này lắm. Chỉ còn nhỏ mà chỉ mê. Cái này cay lắm mà chỉ mê thấy ghê luôn. Ngọc không ăn được nhiều đâu, tại cay quá, nó qua bao tử. Cái bao tử Ngọc yếu lắm. Ngon lắm mẹ ơi. Ngon hả? Mà cay. Cay quá. Giòn cay. Gia vị rất ngon. Mặn mặn ngọt ngọt. Mặn ngọt cay, chua cay, giòn. Có chua nữa. Chua, nó mặn ngọt chua cay mà. Giòn nữa. Các bạn thấy vợ chồng Ngọc ăn cái này thấy chán không? Tại ăn chip mà phải ăn bằng đĩa với bằng muỗng. Tại bây giờ đang dịch bệnh mà các bạn, mình phải sạch sẽ. Ăn sạch sẽ. Đừng ăn bóc. Nó không thành thói quen á. Vậy thì mình ra chợ gì á, về rất không. Không tốt. Ăn hành miếng muỗng là cay lắm, cái này con. Chứ là mua trong sản Ngọc á. Ngọc thích ăn cay quá. Cái gì cay khó ăn không biết nào. Có bạn đây chơi đẹp á chứ. Không có bạn đây mở ra khoai cái là làm sao không cho ăn luôn. Mua bình này về cho mình ăn có còn tháng hết bình này á. Ngày phát cho hai ba củ nè, hai ba. Tao nói này nè. Tại vì ông xã Ngọc bị cong áo các bạn.
mà cái này nó có mặn ở trong đó, ăn không tốt. Cái đó là giờ thương xả đó chứ. Nếu mà giờ không thương xả thì cho ông xả ăn muốn bao nhiêu cũng được. Ăn ngon chết sớm, sướng hơn. Thì vô cái chết đi, ngon lắm rồi. Ngon rồi chết. Rồi, tiếp tục cái gì đây? Siwi, lại siwi nữa nè. Bỏ được siwi nè. Trời, cái này á, chảy dầu ra, Ngọc để ngược và nó chảy dầu. Cái này mà các bạn có cơm nóng nha. Trời ơi, ăn với này ngon lắm. Hàn Quốc mê cái món này lắm. Cái món này là món của Hàn Quốc các bạn. Nhưng mà giờ có sườn cũng có bán nữa. Siwi, rong biển. Cái bịch nè. Cho các bạn coi cái bịch này. Ừ. Organic nha bạn. Nó có dầu ở trong đây nè. Đổ ra đây. Đổ đi. Cứ đổ hai mấy ra, vừa hết thượng nhân chứ. Cái món này ăn khó quá nè. Được hết. Không gì khó chứ. Nó ăn khó mà, cả bự có. Không có tay bóc lại xếp lại các bạn. Con người có trí tuệ thông minh mà. Đâu có gì đâu mà khó. Ăn từng miếng lên, đừng ăn hai miếng. Ủa, nãy giờ ăn một miếng á. Nhưng mà nó khó lắm. Tại vì nó không có xếp lại á. Ăn rất là khó. Thấy không? Được mà từ từ. Rất là khó ăn luôn á. Ừ. Cái này ăn với cơm ngon đi. Ha. Khó là khó nè. Ăn ở giữa nè. Hả? Ừ. Cái này các bạn mà đi làm á, mua cái này xong rồi đem cái này với cơm trắng thôi là bá cháy luôn. Cái này không mặn nha. Ừ. Chết mặn lắm. Không vậy? Dạ không có nhiều. Ừ. Ngon quá. Cái này cũng ngon quá. Bởi vì giờ mới học biết tại sao Hàn Quốc thích ăn siwi. Rong biển à. Cái món rong biển là món chính của Hàn Quốc luôn đi. Dạ. Yeah. Ừ. Hồi lúc trước Ngọc đi Hàn Quốc á các bạn. Qua bển hả? Do giấy mà. Do trong một cái chỗ của Hàn Quốc mà nó bán về đồ của Hàn Quốc á, qua của Hàn Quốc á các bạn. Nó cho mình thử quá trời siêu quỳ luôn. Nó cho vợ thử cái này nhiều lắm hả? Đủ loại, làm đủ loại, đủ kiểu. Nên cũng mình vô cái chỗ đó hả? Là chế biến những cái siêu quỳ này luôn. Ừ. Cho mình nhìn thấy luôn. Đi đâu? Hàn Quốc hả? Hàn Quốc á. Đi tour hả? Ừ. Đi tour mà, nhà hả? Ừ, đi tour Hàn Quốc. Đủ á. Thấy, nó làm nhiều thứ lắm. Nó mới kìa. Cũng nhiều ngày mới mới. Từ từ. Ăn xong cái này. Hết bộ dài quá rồi hả? Ừ, biết mình dài nó giới thiệu lại lên. Ừ. Ông xã một cái dài quá rồi. Phải lẹ lên. Cái món, còn hai món nữa hết rồi. Còn hai món nữa hết rồi các bạn. Ở đây Ngọc có cái này gọi ở Việt Nam mình gọi là giống như là cốm á các bạn. Nè. Nhìn ngon không? Ngọc dùng cái bờ thứ thiệt là chia là 2 lít nữa. Vậy hả? Biết thôi. Nè, cái này mình Ngọc xé. Ở trong nó có những cái roi hai cục như vậy nè. Hai cục nhỏ 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 nhỏ. Có bao nhiêu cái? 32 roi. Đó. Làm hai roi. Ừ. Rollers. 32 cái. Đó, giờ còn có hai cái loại này nữa thôi. Cô cái phần này luôn nha. Ừ. Đâu cũng ngon quá. Thì ngon mới mua chứ. Mới giới thiệu, bởi vì giờ mới nói là muốn giới thiệu cho các bạn thì cái nào ngon giờ mới giới thiệu chứ. Vui ăn, bà đã ngon. Nó trong đây nó có hai màu. Đó, một cái thùng này á các bạn. Cái thùng này để Ngọc cho các bạn coi cái thùng. Cái thùng của nó này. Nó có 26 gói. Thì nó có hai màu các bạn. Ở đây nó có một màu tím và một màu xanh. Cái đậu Ngọc nói luôn đó. Đó, hai gói. Đây, giới thiệu sản phẩm nè.
nha. Cơm nha, nhớ Việt Nam có vậy. Có, Việt Nam có cái này. Nhiều lắm đó. Ừ. Bán là nhiều. Có nhiều nhưng mà tại vì giờ thèm ăn cái này, giờ biết mà. Cái này là những cái cô mà bán gánh đó ông xã. Hồi xưa làm cái cục vuông vuông á các bạn. Ừ. Y chang luôn mà. Ngon. Bây giờ bên Mỹ có bán luôn nè. Đừng nói là Việt Nam bán không, giờ Mỹ cũng có bán luôn. Không có ngon lắm này, lắm luôn á các bạn. Nhớ gì năm. Ừ. Nhớ gì năm. Ngon vậy hả? Ngon không? Ừ. Giống Việt Nam không? Mình nhớ đó. Hồi xưa mà mấy cái cột bánh gánh á có ừ. Bán này nè. Có chứ. Đây nó có hai loại này nha các bạn. Cái này là đậu này với củ dền ông xã. Còn cái này là hột đậu không? Vô. No, cái hột đậu đó với hột đậu đen. Thử luôn. Không hết. Đó. Đậu đen với đậu xanh, à, cái hột đậu xanh. Còn bên đây là củ dền với đậu đen, à, củ dền với hột đậu. Nó khác nữa, thấy không? Thấy khác không? Wow. Ăn này no luôn rồi. Ăn này xong rồi lát ăn là lẩu ra đây. Ngon quá. Trời, coi dùm gớp. Để nguyên cái dĩa cho các bạn coi. Xã là đầu bếp mà. Nó cầm nguyên cái dĩa cho các bạn coi đi. Ok. Ngon lắm. Quá ngon. Nó lạc lạc thôi đó, không sợ hả? Ngon. Những cái món đồ trên đây Ngọc mua không có cái nào mặn các bạn. Cái nào cũng lạc hết. Ngon lắm. Nó có cái ngon đó. Nó có mặn vậy mà nhẹ nhẹ không? Muối nhẹ hơn. Các bạn nhớ nha. Nhớ ăn đồ theo tùy với các bạn. Bây giờ càng lớn tuổi á, cái trong người của mình nó yếu, mình ăn đồ cho tốt một chút xíu thì mình sẽ khỏe hơn. Ok. Cảm ơn các bạn ăn giúp dài. Bây giờ mình ăn hết nữa là chắc thích sáng quá. Vô dẹp cái ăn lẩu à. Cái này là mới hiệp 1 thôi. Đang hiệp 2 nè các bạn. Hiệp 1 thôi, đây là dạo đầu thôi. Dạo đầu thôi. Ok. Bây giờ hôm nay Ngọc đi mua một mớ đồ ăn ăn vặt về muốn share với các bạn thôi. Để cho các bạn biết là bên Mỹ cũng có những cái nhiều đồ ăn tốt cho sức khỏe. Thì để các bạn có coi cái video này thì các bạn hãy ăn giống như kiểu của vợ chồng Ngọc nha. Ok, thank you các bạn. Hẹn các bạn vào những clip sau. Bye bye. Bye.